chiều chụp cũng được vậy. Rồi nãy chiều mát hoàng hôn rồi lên nè. Thấy nó nói chiều chụp hình là sáng á. Bạch hàng dừa chụp đẹp á. Chiều mát. Có khu vực tắm trắng kìa. Tắm đi là chiều vô. Dạ vệ sinh trong đó nha, còn tắm trắng ở bên kia. Tắm trắng. Tắm trắng. Trắng rồi. Vàng thôi. Trắng là gì? Tắm trắng, trắng nước. Trắng lại nước cho sạch á. Tưởng là tắm tắm trắng. Tắm trắng. Rất đẹp. Cái biển này rất là trong. Trong không anh? Dạ. Lúc vừa chú An thấy ra nước trong. Nhưng mà cái biển này nó sâu đấy. Dạ. Ở chỗ An Thới chụp đây khác nhìn Maldives nhỉ. Ở An Thới thì là cái bãi biển nó thật thoải. Ấy trời ơi nhìn kìa. Đẹp kìa. Yeah, nhìn kìa. Nhưng bây giờ khác gì chụp gọi là có mấy ảnh chuyên nghiệp mà chụp một cái khác nhìn Maldives đúng không? Cái đội cỏ này tuyệt vời. Nhìn cái nền, cái thảm cỏ này nào tuyệt vời luôn. Quá.